năm 1972, đất nước gồng mình trong cuộc chiến kéo dài, gian khổ hy sinh không thể nào kể xiết. Lời Bác Hồ vang lên tha thiết, dù phải đốt cả dãy Trường Sơn cũng quyết giành độc lập tự do. Cả dân tộc vùng lên như biển lửa xô bờ, từ những làng thôn quê hương đất tổ, con cháu Lạc Hồng ký tên bằng máu đỏ, tình nguyện đi trong đội ngũ điệp trùng, tạm biệt quê hương đất tổ vua Hùng, gác tình riêng lên đường vào tuyến lửa. Đội thanh niên xung phong 253 ra đời từ đó. Đã một thời đất nước có chiến tranh, con cháu Lạc Hồng quê hương đất tổ, gác tình riêng lên đường vào tuyến lửa, tình nguyện ra đi tiếp bước cha anh, mặc kẻ thù bom đạn nắng mưa, đeo pháo bông trên tầng cao. Đã một thời đất nước có chiến tranh.